Tập 18. Tin đại sứ Huyền Trang Nhân Tịch truyền tới Trường An làm chấn động cả nước. Cao Tông dự dày bái triều nhiều ngày, đưa bản quan văn võ đến trước mộ bái tế, truy thụy Huyền Trang là đại điển giác pháp sư. Ở Trường An Lạc Dương xây thêm một tòa Phật quan tự. Vào ngày tang lễ, số người đưa tiễn gần 500 lý, văn võ bá quan tăng tục, vô cùng xót thương sự anh minh và sự nghiệp của nhất đại đại sư lưu danh thiên cổ. Phật nói: chư hạnh vô thường là sinh diệt pháp, sinh diệt diệt rồi tịch diệt. Sư phụ à, đừng nói nữa, nghỉ một lát đi. Mặc kệ sư phụ ta. sư phụ nhanh lên, nhanh lên, kêu thái y đi, mau lên, kêu thái y, nhanh lên, kêu thái y đi, nhanh lên đi sư phụ à, sư phụ, kêu thái y, nhanh lên, kêu thái y đến ngay. Sư phụ à, thái y tới rồi. Phụng nhị thánh chỉ đêm hôm đến đây, nhị thánh tạm thời không đến được, lệnh cho hạ quan thay người thăm hỏi. Tạ chủ lòng ơn. Được rồi, lão nạp không thể ngồi dậy, xin thái y thay ta tạ ơn. Được rồi đại sư, để ta xem mạch cho ngài. Tạ thái y vất vả vì Huyền Trang. Thầy, sư phụ thế nào rồi? Thầy, hiện giờ sư phụ thế nào rồi? Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm. Pháp sư bệnh ra nông nỗi này, trẫm đã đến trễ. Thái y đã xem bệnh khỏe nhiều rồi, không biết hoàng thượng hoàng hậu đến, bậc tăng không kịp nên tiếp. Thư tội, thư tội. Pháp sư không cần câu nệ. Nguy cơ lùi xuống đi. Khanh không cần ngồi dậy đâu. Pháp sư các chùa đến thăm. Mong pháp sư sớm ngày hồi phục, chúng tôi gửi lời hỏi thăm. A Di Đà Phật. Lùi xuống đi. Đà tạ các vị đại đức. Đà tạ, đà tạ. Nghe nói pháp sư đơn côi, không biết có còn người thân nào không? Hiện còn vị ca trường tiếp làm chủ trì chùa Không Tuệ.
Đô có một chị thật lạc nhiều năm, còn có Tam Huệ sư phụ, tuy không thân thích nhưng mà tình như cha con. Nhận đại ân tiên đế, đội Lâm Nhan tử thành Hưng Thiện tử, hiện giờ là chủ trì. Còn có bằng hữu của tiên phụ Trịnh Thiện Quả, Trịnh Đại Nhân, đã là Nguyên Lão Ba Triều. Nghe nói pháp sư còn một vị sư huynh là chủ trì Long Môn Tự, hiện giờ có khỏe mạnh hay không? Vẫn còn. Bần tăng vẽ cho huynh ấy một bức hoa sen, sau đó trở về vẽ thêm bức khác, nó ở đó. Năm đó các sư huynh xuất gia ở chùa Tịnh Độ, hiện giờ chỉ còn một mình huynh ấy thôi. Tâm ý pháp sư ở trong bức họa, ta cũng có một bức mẫu đơn, xin pháp sư chỉ điểm. Đưa lên đây. Không khoe màu sắc tự co sắc, hương bài cửu châu chỉ riêng ta. Không hề son phấn, có ta độc tôn. Bậc tăng cho rằng câu này khi Phật Tổ sinh ra đã nói, và chỉ có Hoàng thượng và Hoàng hậu mới có thể tiếp nhận. Pháp sư học thức sâu rộng, thơ của Hoàng hậu qua giọng đọc của Khanh thật đúng là mài đá thành vàng đó. Trẫm thì thích câu đầu tiên, không khoe màu sắc tự có sắc, người người ngưỡng mộ quốc sắc thiên hương. Tuy không khen ra mặt nhưng mà khen rất uyển chuyển. Câu tiếp theo, chỉ thịnh khí lăng nhân, khiến người cảm thấy sợ. Ai Khanh, nàng nghĩ như thế nào? Kiêu ngạo của trời đương nhiên phải sợ rồi, vì vậy bệ hạ nên có phong thái uy phong. Truyền ý chỉ bệ hạ trùng tu mộ phận phụ mẫu pháp sư, điều Tam Huệ pháp sư đến Từ Ân Tự giúp pháp sư dịch kinh, truyền Trường Tiệp vào kinh nghe điều, Quyền Giác đại sư là chủ trì Đại Giác Tự cho phép được thoải mái ra vào Ngọc Hoa Tự là chuyên sứ. Đại sư xin mời đến Tập Thúy Cung tịnh dưỡng, ở đó tiện hơn. Tạ chủ long ân, tư bậc tăng không tiện. Quyền Trang pháp sư không thể tiễn, để ta tiễn một đoạn tới kiến vị thánh trình lên dịch kinh. Dạ. Xem vị thánh còn có ý chỉ gì. Đi sớm về sớm, đi đường cẩn thận. Đệ tử biết rồi. Đi nhanh đi. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đi đi. A-di-đà-phật, sư phụ, mời người trở về. Đi đi. A-di-đà-phật. Người xem đi, tốt quá. Tốt quá. Tốt đi. Tốt lắm. Bộ kinh thư này lớn như vậy, chẳng hay Phật thể của pháp sư có được khỏe không?
Sư phụ tức suốt ngày đêm, tuy là bị bệnh nặng nhưng mà vẫn không nghỉ ngơi gì. Chỉ mong ngài dịch xong bộ kinh. Sức khỏe sư phụ suy yếu nhưng mà vẫn đến dịch kinh đường, cổ vũ tinh thần cho tất cả mọi người. Người nói bộ kinh này có duyên với Ngọc Hoa Tự. Cuối cùng đã dịch xong rồi, và đó chính là kết quả được Nhị Thánh giúp đỡ cho. Bộ Bảo Thư Chánh Quốc này nhân thiên đại bảo, xin bệ hạ hạ bút viết lời nói đầu. Tấu chương của sư phụ trình lên, tiểu tăng cũng có đem tới. Sa Môn Huyền Trang viết: việc tìm Phật Pháp Đại Thừa Bát Nhã là căn bản, nội dung thâm thúy, lời lẽ rõ ràng. Mùng 1 tháng Giêng năm thứ 5 Hàm Khánh, lần đầu dịch kinh Đại Bát Nhã. Đến ngày 23 tháng 5 năm thứ 3 Long Sóc Tuyệt Bút, tổng cộng 600 quyển. Công đức to lớn, không dám nghỉ ngơi. Bông Ngự Ban lời nói đầu. Quyền Trang Triều Phong, Ngọc Hoa phiên dịch, không sợ loại bỏ. Nay sai đệ tử Quý Cơ đến nghe. A-di-đà Phật, tạ bệ hạ. Mấy năm nay Pháp Sư dịch kinh gì? Theo lời thỉnh của các tăng, đã dịch 120 quyển Đại Bảo Tích Kinh đó. À, tốt lắm, thật vĩ đại. Pháp Sư tuy tuổi già, chí vẫn còn cao. Truyền ý chỉ của trẫm, ngày vào kinh, trẫm sẽ cùng bá quan đến Ngọc Hoa Tự để chúc mừng. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Sư phụ vẫn chưa trở về. Sư phụ đang cùng Cao Tăng Thiên Trúc bàn về Đại Thừa Khởi Tính Luận, bình luận vấn đề dịch từ Hán văn sang Phạn văn đó. Sư phụ đã quá mệt nhọc rồi, ban ngày phải vào cung cùng Hoàng thượng nghiên cứu chuyện quốc sự, buổi tối phải tiếp kiến các sứ thần đến thăm. Buổi tối cho dù về trễ thế nào vẫn kiên trì dịch một đoạn kinh, không để thời gian trôi qua vô ích. Sư phụ giống như một tấm gương, ai đứng trước mặt của người đều cảm thấy xấu hổ, xấu hổ. Nhớ khi ta mới tới đây học dáng vẻ của Pháp Lâm, dắt theo một xe kỹ nữ, một xe rượu thịt, đánh xe đi hiên ngang giữa phố. Nhưng mà khi gặp ánh mắt nhân từ nghiêm trang của sư phụ thì tim của ta giống như là có luồng điện chạy qua. Ta cảm thấy xấu hổ vô cùng. Sư phụ luôn luôn cố gắng, mười mấy năm nay từ sáng đến tối, thời gian mỗi ngày sắp xếp rất rõ ràng rành mạch, không hề có giây phút lười nhác. Giảng kinh truyền đạo, 3.000 đệ tử đều nhẫn nại và khiêm tốn với mỗi người. Triều đình có phong thưởng gì, chúng sanh khen tặng, người dường như không nhìn thấy, cũng giống như không nghe thấy. Sư phụ dạy dỗ chúng ta như người cha dạy dỗ con cái, tận tâm hết mình, dạy dỗ không giấu giếm. Điều ta phục người nhất là nhiều kinh sách khó hiểu như vậy, khi qua tay sư phụ được phân tích ra rõ ràng rành mạch, về mặt chữ cũng như nội dung ở trong đó đều giảng cặn kẽ và thấu đáo. Dù cho có ý kiến bất đồng cũng do là cá nhân tự phát, lấy đó làm vui. A Di Đà Phật. Sư phụ của chúng ta, cho dù người gặp hoàng thượng hay là hoàng hậu hay là cao quan quyền quý, sứ giả ngoại quốc, đều giữ phong thái đoan trang và cởi mở, khiến cho người người đều phải kính phục. À, đúng là phong thái đại sư. Đúng vậy. Đúng rồi.
Sư phụ về rồi. Sư phụ về. Mọi người vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Quy cơ còn qua đây. Trở về tại sao không đến chỗ của ta? Con trở về trời tối quá, không dám tới làm phiền sư phụ. Dẻo miệng thật. Nè, đi theo ta. Sư phụ à, con đến Trường An đã gặp vị thánh đó. Mọi người nghỉ đi, nghỉ ngơi đi. Vị thánh Long Nhan vui vẻ truyền dụ khen thưởng nữa. Sư phụ già rồi, e là sống không lâu nữa. Trong các đệ tử ta thấy con rất khá, siêng năng cầu tiên, ham học thành thực, sau này sẽ là người truyền y bác của ta. Một bụng học vấn của sư phụ không thể mang đi, ta sẽ truyền lại cho con. Xin sư phụ như đệ tử một lại. Đừng dậy đi. Quy tắc của đạo Phật y bác tương truyền do sư phụ quyết định. Cố gắng lên. Đáng tiếc ngộ không ngộ tuệ theo ta 17 năm lại chết trên đường về nước. Thật đáng tiếc. Khuy cơ, sư phụ tuổi đã lớn rồi, cố gắng cũng không được. Sẽ đem thành duy thức luận truyền cho con, từ hôm nay bắt đầu giảng. Tại sư phụ. Sư phụ, có chuyện gì? Sư phụ à, Dương Trác đã giảng thành duy thức luận ở Tây Mễ Tự rồi. Ta đọc truyền cho con nhân mình học. Tại sư phụ. Con xem. Sư phụ chờ một chút nha. Nè, sư huynh, không cho ai tới chỗ này, cẩn thận cửa sổ đó. Dạ, biết rồi. Lần này yên tâm rồi. Quy cơ, bây giờ chúng ta bắt đầu. Thì ra sư phụ và sư huynh tới. Đúng rồi. Từ biệt Trường An, năm sau năm không gặp, xem chút không nhận ra nữa. Nào, ngồi tới đây ngồi đi. Ngồi đi. Trời ơi, già rồi. Gặp một lần thì ít đi một người. Sức khỏe có tốt không? Dịch kinh có thuận lợi không? Điều này không cần hỏi, không bằng như trước đây đâu. 65 còn gì, trí nhớ tốt, động kết nguyên niệm kinh, đựng được mấy chục cái giò lớn đó. Mấy chục cái giò lớn đó.
Đúng, mời chúng trà. Xin mời. Ai ngờ niệm Phật sanh chúng này có bao nhiêu cực khổ. Chim quyền gáy mau, đâu ai biết được mùi vị ở trong đó. Nhớ lại chuyện thời còn trẻ, cứ luôn quấn chặt trong lòng. Gần đây đặc biệt thường hay mơ chuyện cũ bao nhiêu, bao nhiêu chuyện cũ. Đúng vậy. Trường Tiệp đại sư đã duyên tịch rồi. Pháp sư đã biết chuyện này chưa? Biết rồi. Người chết rồi, người đau khổ luôn là người sống. Thật ra đây là chuyện rất bình thường. Đúng vậy. Nhờ một số chuyện trước đây là sự lưu luyến của đời người. Những việc mà một đời người có thể làm thật quá ít ỏi. Ít hay nhiều chỉ là tương đối. Ai có thể làm hết chuyện trên đời này hả? Pháp sư có thể sống thêm vài năm, đó là tâm nguyện của chúng tôi ha. Cuộc đời của ta có được người đệ tử như con đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Gặp thì đau lòng, không gặp thì lại nhớ nhung. Pháp sư à, xin người hãy theo tôi quy ẩn sơn lâm để tôi hầu hạ ngài được vài năm, có được không vậy? Đúng vậy. Đời người trôi qua chớp mắt, tóc của chúng ta đã bạc trắng hết rồi. Hoàng sứ cầu kiến pháp sư. Để ra ngoài một lát. Đón tiếp, đón tiếp. Mọi người ngồi chơi. Phật tổ ơi, người từ bi như thế nào vậy? Không ban cho đệ tử con sống thọ, chẳng lẽ nó chịu bao cực khổ thỉnh chân kinh trở về, không đợi lâu một chút đã triệu nó đi sao hả? Hả? Sư phụ bệnh nặng mới khỏi, không cần đi làm gì. Ta nghĩ ta phải tới dịch kinh đường coi thử.
Ngồi đi, ngồi. A Di Đà Phật. Sư phụ à, người về nghỉ ngơi đi. Đợi sức khỏe tốt rồi người hẳn tới. Phục tuệ cả đời quyền trang tu, những gì thấy trước mắt không đáng là bao. Xem ra nhân quả của đạo Phật nói quả không hư vọng. Sư phụ đã cố hết sức, dung mạo vẫn không khác xưa mấy. Đệ tử chúng con mong Đại Bảo Tích Kinh sớm ngày được dịch ra. Quyền Trang có tâm ý này, nhưng không còn sức lực, không thể cầm viết nữa. Quê Lập, tất cả kinh luận đã dịch, tổng cộng có bao nhiêu quyển vậy? Tất cả kinh luật luận sư phụ dịch tổng cộng 74 bộ, tất cả là 1.335 quyển. Tượng Phật Di Lặc 1.000 bức. Kinh văn đã sao chép 4.000 bộ, cúng dường người nghèo, tăng nhân hơn 1.000 người. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Pháp sư, ta thấy trăm canh qua đang từ từ bay tới. Có thể ôi giảng sanh chăng? Giảng sanh Di Lặc. Có gặp Phật tổ chăng? Mây khói bao quanh. Pháp sư, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Công nguyên năm 664, Đường Cao Tông lâm đức nguyên niên, Giáp Tử đầu tháng 2, vào lúc nửa đêm, Quyền Trang đại sư là bậc độc nhất vô nhị đã viên tịch tại Ngọc Hoa Tự ở Trường An. Khải bẩm bệ hạ, bệ hạ đã xem tấu chương của thần chưa vậy? Sự việc rất là gấp rút. Bệ hạ, người đừng do dự nữa. Trẫm đã quyết đổi Lâm Trung đô hộ phủ thành Đơn Du đô hộ phủ, mở rộng con đường tơ lụa. Khải tấu bệ hạ, Đăng Châu thích sử có tấu chương rất gấp. Trình lên đây. À,
Đại đường Tam Tạng Huyền Trang Pháp Sư, giờ hợi ngày 2 tháng 5, di tịch tại Ngọc Hoa Tự. Như vậy là sao đây? Huyền Trang Pháp Sư, Huyền Trang Pháp Sư, Huyền Trang Pháp Sư, Huyền Trang Pháp Sư di tịch rồi. Bệ hạ. Pháp Sư. Bệ hạ. Khách ra đi mà không nói tiếng nào. Trẫm đã mất quốc bảo rồi. Huyền Trang Pháp Sư chính là ân sư của trẫm, không ngại đêm khuya vì nước dịch kinh, ngược xuôi lưỡng kinh để hộ giá cho trẫm. Ân người chiếu rồi, mãi mãi không quên. Truyền ý chỉ của trẫm, xây lại Phật Quang Tự ở Yển Sư Quyển, quê của Pháp Sư, truy phong Huyền Trang Pháp Sư làm Đại Điển Giác Pháp Sư. Hải Nhi, đại sư là sư phụ của con, bây giờ đã thành Phật, con hãy đến đưa tiễn người đi. Sư đệ, đứng lại. Cho chúng tôi vào gặp đi, chúng tôi muốn đến bái tế Pháp Sư mà. Đứng lại. Không được vào, không được qua đây. Đại sư, đứng dậy đi. Pháp sư. Pháp sư là người có đức lớn như vậy, tại sao lại đi trước chúng con, bỏ con mà đi? Con còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa? Ân đức con nợ Pháp Sư, con vượt ngàn dặm xa xôi đến kinh đô cũng vẫn không đến kịp. Phật Tổ, Ngài để người mở mắt, để người nhìn thấy con, để người nghe lời thỉnh tội của Pháp con. Sư. Pháp sư. Pháp sư. Đại sư, Đại sư, tôi thấy rất là xấu hổ, rất xấu hổ. Đại sư,
Tôi là người không tin Phật, cũng không tin đạo. Tôi là một người không tin có báo ứng gì hết. Nhưng tôi tin Ngài. Tôi phục Ngài. Tôi tin Ngài có tâm lòng bao dung như biển cả. Dù gian hóa thành tôi giống như chiếc lá vàng sắp lìa khỏi cành cây, một chiếc lá vàng nhăn nhúm. Đại sư ơi, đại sư ơi, Ngài dùng toàn bộ cuộc đời của Ngài nói với tôi, Ngài chính là Phật, chính là Phật. Chính Ngài đã cảm hóa trái tim sỏi đá của tôi. Lòng dĩ tha của Ngài giống như là búa rìu đập tan cái vỏ xù xì của tâm hồn tôi. Khiến người hơn 80 tuổi như tôi biết phải làm người là như thế nào. Đại sư, tôi lần này làm xấu hổ, xấu hổ. Nhất đại cao tăng đã di tịch. Đời sau mãi mãi truyền tụng. Ngàn quyển kinh sách lưu truyền. Dạng người tín ngưỡng quy y. Hoàng đế quy y, bá tánh quy y, bằng hữu quy y, kẻ thù quy y, người nay quy y, hậu nhân quy y, mỗi người một chí. Quan gia khó hiểu ý cao tăng. Đại triệt đại ngộ. Cao tăng không hỏi chuyện quan gia. Mờ mịt mà đến, thanh bạch ra đi, nhưng đã để lại sự nghiệp kinh thiên động địa. Công nguyên năm 644, đường Cao Tông lâm đích nguyên niên. Huyền Trang đại sư Phật học suy suốt một đời, viên tịch tại dịch kinh đường Ngọc Hoa Từ ở Trường An. Cao Tông nghe tin đã bãi triều, cả triều văn võ đau buồn thương xót, cả nước chấn động.
Cao Tông dẫn Bá Quan đến bái tế. Vào ngày đưa tiễn, tăng tục xếp hàng dài 500 dặm, người đưa tang vô số. Từ đường đi đến mộ phần, có vạn người tự nguyện làm người dỡ nắp lò. Phẩm đức cao quý của Huyền Trang, sự nghiệp vĩ đại cùng sự anh minh của người mãi lưu truyền đời sau, luôn ở trong lòng dân hai nước Trung Ấn.不必说这千俗万言，心中Thank you.
No.